Kính mời bạn đọc đến với bản tin cập nhật giá tiêu mới nhất ngày hôm nay 19 tháng 9 năm 2024 trên thị trường trong nước và quốc tế của Báo Kinh tế và Đô thị. Bạn đọc hãy đăng ký kênh YouTube của Báo Kinh tế và Đô thị để theo dõi những thông tin mới và nóng nhất trong ngày. Giá tiêu hôm nay 19 tháng 9 giảm 3 ngày liền, mất 5.000 đồng trên kg, đâu là nguyên nhân? Giá tiêu hôm nay 19 tháng 9 trong khoảng 148.000 đến 150.500 đồng trên kg. Giá tiêu giảm 4.000 đến 5.000 đồng trên kg so với cùng thời điểm hôm qua. Đây là ngày giảm thứ 3 liên tiếp. 15 ngày đầu tháng 9 năm 2024, Việt Nam đã xuất khẩu 6.917 tấn hồ tiêu, tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 42,3 triệu đô la Mỹ. Tại tỉnh Đắk Lắk, giá tiêu hôm nay được thu mua với mức 150.500 đồng trên kg, giảm 4.500 đồng trên kg. Tại tỉnh Đắk Nông, giá tiêu hôm nay được thu mua với mức 150.000 đồng trên kg, giảm 5.000 đồng trên kg. Tại tỉnh Gia Lai, giá tiêu hôm nay ở mức 148.000 đồng trên kg, giảm 5.000 đồng trên kg. Trong khi đó tại Đồng Nai, giá tiêu hôm nay ở mức 148.000 đồng trên kg, giảm 4.000 đồng trên kg. Tại tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu giá tiêu hôm nay ở mức 148.000 đồng trên kg, giảm 4.000 đồng trên kg. Còn tại tỉnh Bình Phước giá tiêu hôm nay được thu mua với mức 148.000 đồng trên kg, giảm 4.000 đồng trên kg. Giá tiêu đầu giờ sáng nay giảm 4.000 đến 5.000 đồng trên kg so với cùng thời điểm hôm qua. Đây là ngày giảm thứ 3 liên tiếp của thị trường trong nước. Thống kê sơ bộ của Hiệp hội hồ tiêu và cây gia vị Việt Nam, 15 ngày đầu tháng 9 năm 2024, Việt Nam đã xuất khẩu 6.917 tấn hồ tiêu, tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 42,3 triệu đô la Mỹ. Các doanh nghiệp xuất khẩu chủ yếu 15 ngày đầu tháng 9 bao gồm Olam Việt Nam 970 tấn, Phúc Sinh 743 tấn, Hapro Cimex GSC 568 tấn, Trân Châu 561 tấn và Nestspice Việt Nam 480 tấn. Ở chiều ngược lại, Việt Nam đã nhập khẩu 706 tấn, tổng kim ngạch nhập khẩu đạt 3,7 triệu đô la Mỹ. Olam Việt Nam, Trân Châu và Phúc Thịnh là 3 doanh nghiệp nhập khẩu lớn nhất đạt 149 tấn, 109 tấn và 105 tấn. Indonesia và Brazil vẫn là 2 quốc gia cung cấp hồ tiêu chính cho Việt Nam đạt 359 tấn và 245 tấn. 15 ngày đầu tháng 8 năm 2024, Việt Nam đã xuất khẩu 10.082 tấn hồ tiêu, tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 58,8 triệu đô la Mỹ. So với tháng trước, xuất khẩu tiêu đang giảm mạnh, tương đương 30%. Đây là một trong những nguyên nhân đẩy giá tiêu trong nước giảm mạnh 3 phiên vừa qua. Kết thúc phiên giao dịch gần nhất, Cộng đồng Hồ tiêu Quốc tế IPC niêm yết giá tiêu đen Lampung, Indonesia chốt tại 7.589 đô la Mỹ trên tấn, giảm 0,08%, giá tiêu đen Brazil ASTA 570 ở mức 7.000 đô la Mỹ trên tấn, giá tiêu đen Kuching, Malaysia ASTA mức 8.800 đô la Mỹ trên tấn. Giá tiêu trắng Muntok 9.154 đô la Mỹ trên tấn, giảm 0,08%, giá tiêu trắng Malaysia ASTA ở mức 10.900 đô la Mỹ trên tấn. Giá tiêu đen Việt Nam giao dịch ở 6.800 đô la Mỹ trên tấn với loại 500 GL, loại 550 GL mức 7.100 đô la Mỹ trên tấn, giá tiêu trắng ở mức 10.150 đô la Mỹ trên tấn. IPC giảm giá tiêu tại Indonesia trong khi giữ ổn định tại các quốc gia khác. Thông tin trên đã kết thúc giá tiêu ngày hôm nay 19 tháng 9 năm 2024. Kính chúc bạn đọc ngày mới nhiều niềm vui. Bạn đọc xem video xin ủng hộ chúng tôi một like, đăng ký kênh miễn phí, để lại bình luận chúng tôi sẽ phản hồi và cung cấp nhiều thông tin hữu ích khác. Xin cảm ơn.